Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ giảm tốc 48V 1500W. Cái dòng motor này thì nó là động cơ có giảm tốc và không trổi than. Một số cái thông số chính của nó là như sau. Thì điện áp đầu vào là 48V. Tốc độ vòng quay của nó là đầu ra là 495 vòng trên phút. Và dòng điện áp định mức của nó là 39A. Đấy, 39A ở đây là dòng tối đa các bạn nhé, chứ không phải là cái dòng thường sử dụng của nó. Cho nên là các bạn không cần phải so sánh để mua bình ắc quy. Đối với này, cái này thì thường thường là nếu như các bạn làm vào cái xe 3 4 bánh ấy, thì có thể tải trọng của nó lên đến 700 kg cho đến 1 tấn là bình thường có thể dùng được. Đấy. Cái ưu điểm của dòng động cơ không trổi than này ấy, thì cái độ an toàn cao và nó đỡ tốn bình. Thì thường thường đối với cái dòng có chổi than ấy thì nó thường thường là nó sẽ ăn điện hơn khoảng 70%. Thằng này thì nó chỉ ăn hết 70% thì dòng chổi than nó sẽ hết không tầm 100%. Đấy. Nó đỡ tốn điện hơn rất là nhiều. Cái bộ điều khiển này thì cũng là một bộ điều khiển 1500W thôi. Bộ điều khiển 500W của nó thì đây. Có cái thông số của nó thì ở đây nó không được ảnh nó không được rõ nét lắm. Đây. Công suất là 1500W. Dòng là 75A. Đấy, dòng nó rất là cao. Dòng của điều khiển này rất là cao. Thì thường thường các bạn khi so sánh các cái điều khiển ấy, thì các bạn cứ so sánh giá cả ấy, thì các bạn lưu ý một chút là đối với những dòng điều khiển dòng càng cao thì giá nó càng đắt. Đấy, và nó càng khỏe. Thì tuy nhiên thì cái dòng nó phải cao thực sự so với này cái gì nó đáng có, chứ nhiều loại điều khiển ấy thì cái tem dán người ta dán lên thì nó không chuẩn. Thì để đánh giá nó thì các bạn cứ thường thường này nhìn vào cái điều khiển này. Đối với những điều khiển dòng cao ấy thì cái dây điện nó rất là to, dây điện đầu ra nó to. Đây, như con này là dùng dây đôi các bạn này. Đấy, dây đôi và dây của nó là dây 4 ly, hai sợi dây 4 ly. Đấy, dòng nó mới gọi là dòng cao thực sự đấy. Chứ còn những cái điều khiển nó ghi dòng cao như kiểu 30, 4A, 40A như của xe đạp điện ấy, thì cái dây điện đầu ra nó rất là nhỏ, dây chỉ tầm 2 ly rưỡi đến 2 ly, chứ không dây to. Thứ hai nữa thì đây là cái dòng động cơ của hãng Huli Motor. Đây các bạn nhìn này, bao giờ cái hãng này thì nó cũng có cái logo là hình quả núi này. Đấy, hoặc là trên thân động cơ này. Đấy, mặt này nó in lỗi luôn này, chữ Huli Motor này. Tất cả những cái dòng động cơ mà nó không có cái chữ Huli Motor dập lỗi như này thì không phải là của hãng Huli Motor. Đấy, những cái này thì không có thể làm giả được các bạn nhé. Thứ hai nữa là về cân nặng thì cái động cơ này đây, mình có cân lên trên cái cân này. Đấy, của nó thì con này là 12,5 cân. Đấy, 1500W này nó có dập cả lên trên cái thân trên động cơ này. Đấy, 48V 1500W. Có một số cái dòng động cơ ngoài thị trường bán thì cân nặng nó cân rất là nhiều, cân nặng nó cân cao hơn, nhưng mà thực tế thì cái ruột động cơ nó không nhiều, nó không khỏe như cái dòng này, bởi vì là động cơ thì cân cao hơn nhưng nó lại sử dụng cái vỏ này bằng gang này, cái thân vỏ động cơ nó bằng gang. Thì các bạn biết rồi, giữa nhôm và gang thì nó lặng rất là nhiều. Cái nhôm như thế này thôi, một cái vỏ nhôm như này nó chỉ khoảng 5 đến 7 lạng thôi, nhưng mà một cái vỏ gang nó có thể lặng mấy cân cơ. Đấy, cho nên là tuy động cơ có thể cân nặng hơn, nhưng nó thực tế thì cái ruột của động cơ nó lại không to bằng cái con động cơ này được. Đấy, vì vậy là có những cái con động cơ nó tới 3000W nhưng chưa chắc nó đã to hơn con này đâu. Đấy, còn cân nặng ấy thì các bạn phải so sánh, ví dụ như cái dòng này nó vỏ nhôm này. Đấy, cái này nó làm vỏ nhôm tản nhiệt cho nên là cái khả năng tản nhiệt nó tốt hơn là vỏ gang. Thứ hai nữa nó nhẹ hơn. Còn cái dòng vỏ gang ấy thì nó nặng. Tuy rằng các bạn có thể là bảo là đế nó khỏe hơn, tuy nhiên thì cái đế nó chỉ là cái phần định vị thôi. Thì mình có bệ mình bắt lên cái này rồi. Đấy, có 4 con ốc này cũng đủ khỏe rồi.
thì sau đây mình sẽ quay thử cho các bạn nghe cái tiếng động cơ của nó rất là êm. Đấy, hết cỡ nhé. Đây nó có quạt tản nhiệt này. Đấy, các bạn chỉ nghe thấy tiếng gió thôi. Chỉ nghe thấy tiếng gió nó rất là êm. Đấy, mặc dù là nó có hộp giảm tốc đây nhưng mà nó rất là êm. À, vấn đề tiếp theo nữa là mình giải thích cho các bạn về cái vấn đề bảo hành. Thì có nhiều nơi bán hàng thì người ta cứ mạnh miệng người ta bảo hành cho các bạn là 6 tháng, 1 năm. Thì mình cũng xin lý giải luôn cho các bạn như thế này. Bảo hành thì các bạn phải hỏi cái người bán ấy là bảo hành trong trường hợp như thế nào. Đấy mới là vấn đề các bạn cần hỏi, chứ các bạn đừng nghe thấy cái bảo hành 6 tháng và 1 năm các bạn cho là ghê gớm. Bởi vì cái điều kiện bảo hành của họ ấy có khi nhiều khi có bảo hành cũng như không. Đấy, ví dụ như cháy lổ qua bảo hành không, vấn đề đấy mới là quan trọng. Và cháy lổ thì do nguyên nhân người sử dụng hay là do nguyên nhân thiết bị. Thì khi các bạn làm nó cháy lổ ấy, các bạn không chứng minh được là cháy lổ là do thiết bị hay là do người sử dụng hay là do thiết bị, thì các bạn cũng không được bảo hành. Đấy, mà vấn đề chứng minh được nó hỏng do người sử dụng hay là nó hỏng do thiết bị thì cũng các bạn cũng không có chứng minh được cái vấn đề đấy. Đấy, vì vậy là khi được bảo hành thì các cái chỗ người ta bán bảo hành thì các bạn cứ hỏi người ta là cái điều kiện bảo hành như thế nào. Bên mình thì bán hàng thì thường là bán các cái khách hàng quen, đã quen sử dụng rồi và biết chất lượng rồi thì tin tưởng là mình cứ bên mình cứ test trước, đảm bảo cho các bạn về nhà nhận được hàng là chạy ok, với điều kiện là các bạn phải đấu đúng, hay đấu dây điện đúng. Thường là bên mình đấu sẵn và test bằng video cho các bạn xem trước. Đấy, còn trường hợp các bạn tự ý đấu mà nó sai, nó dẫn đến cháy lổ thì các bạn phải chịu. Còn các bạn gọi điện thì bên mình sẽ hướng dẫn. Đấy, còn quá trình sử dụng thì các bạn tự bảo quản thiết bị. Chứ nếu có bảo hành thiết bị mà các bạn không giữ gìn thiết bị thì cũng không ai bảo hành được như vậy. Ví dụ nó chỉ chở được khoảng 7 tạ đến 1 tấn, các bạn chở đến tấn rưỡi, 2 tấn thì thiết bị nó sẽ không cháy. Nó sẽ cháy, hoặc là dời mưa, dời gió các bạn không bảo quản tốt thì nước mưa nó ngập nước, nó sẽ vào. Với dòng động cơ này thì nước mưa bình thường là không vấn đề gì. Đấy, chứ còn nếu ngập nước thì không thể ấy được. Sau đây thì mình sẽ đo một số cái kích thước cho các bạn này, để dễ tham khảo. Kích thước thân của động cơ là khoảng 30 cm, còn kích thước đo hết đầu trục của nó là 35 cm. Cái trục này của nó là trục có cá và nó là trục 21-22 mm. Các cái chân đế của nó thì đây, chân đế của nó là 14,5 cm, tim giữa hai khoảng tim là 10 cm. Chiều cao thân động cơ của nó là 16 cm. Đấy, chiều dài thân đế của động cơ chính này, đấy, của nó là 15 cm các bạn nhé. Đấy, cái chiều dài này là 15 cm này. Cái dòng động cơ thì nó thường thường là to hay nhỏ thì nó đều to bằng này, nhưng mà cái vỏ nó sẽ làm dài hay ngắn. Và những cái động cơ công suất thấp ấy thì thường là cân nó nhẹ hơn rất là nhiều. Như con này là 12 cân rưỡi đấy các bạn ạ. Nó là 48V 1500. Đấy là một số cái vấn đề về kỹ thuật và cái bảo hành, giải đáp cho các bạn xem video và hay mua đồ bên mình.
Đấy, chất lượng của dòng 3 pha và động cơ của hãng thì là rất là chuẩn rồi. Còn có sử dụng đúng kỹ thuật hay không ấy thì phụ thuộc vào những người sử dụng nữa thì mới đánh giá được độ bền của động cơ. Chứ các bạn mua động cơ tải bằng này mà các bạn về các bạn tải lên nhiều quá, hoặc là trong quá trình thiết kế mình không tính toán được ấy, thì mình làm thì cái tỷ số truyền nó không hợp lý, nó dẫn đến là sai về kỹ thuật. Thì cái đấy các bạn là khi làm xe các bạn phải thử trước khi thử tải đấy, thì nó mới an toàn cho cái quá trình sử dụng và độ bền nó cao. Video của mình đến đây là hết rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video để nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.